Rồi quay lại đánh thức mẹ đi. Mày đi mẹ mày hàn răng lên mẹ vừa có đáng thôi. Bố lại chết mẹ mày tổ cụ mày. Mày cứ đi đi, đéo mày sợ nó. Mày sợ cái chết con mẹ nó đi, bật đấm cụ đi, mang tổ. Anh nói trước khi đi phóng lên tổ cụ. Ở đây đâu mày đâu, mày mẹ mày bắt tao chết chết con mẹ. Cái này tao khóc không chống được. Một năm không.